giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước câu lạc bộ Viettel. Đông Á Thanh Hóa củng cố vững chắc ngôi đầu V-League 2023. Chiều tối ngày 28 tháng 5, trên sân vận động Thanh Hóa, đội bóng đang tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng Đông Á Thanh Hóa đã có cuộc đọ sức với câu lạc bộ Viettel, đội bóng đang xếp thứ 7. Đây là trận đấu muộn nhất vòng 9 nhưng cũng được đánh giá là trận đấu hấp dẫn tại vòng này, khi câu lạc bộ Viettel là liều thuốc thử với đội đầu bảng. Chủ nhà Đông Á Thanh Hóa chơi áp đặt ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng đã đến với các học trò của huấn luyện viên Popov. Sau pha chạm bóng tuy nhẹ của Hữu Dũng nhưng cũng vừa đủ để đánh bại thủ thành Văn Phong và mở tỷ số cho đội chủ nhà. Lợi thế này không được duy trì quá lâu khi chỉ 5 phút sau, từ cú treo bóng hiểm hóc của Hoàng Đức, Gia Hà đánh đầu gỡ hòa cho câu lạc bộ Viettel. 1-1 là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Một trong hai cầu thủ vào sân đã phát huy hiệu quả, khi tiền đạo Dương Văn Hào tận dụng cơ hội hiệu quả để giúp câu lạc bộ Viettel vươn lên dẫn trước 2-1. Thế nhưng các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa luôn biết cách làm những cổ động nhà hài lòng. Khi từ một quả đá phạt Gustavo Santos bật cao đánh đầu tung lưới câu lạc bộ Viettel đầy dũng mãnh, gỡ hòa 2-2 cho đội nhà. Cũng chính Gustavo Santos đã sắm vai người hùng ở trận đấu này, khi anh ghi thêm một bàn thắng quyết định ở những phút cuối, để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Đông Á Thanh Hóa trước câu lạc bộ Viettel.